Hello, chào các anh em, chào tất cả mình. Nếu như các nhân vật điện ảnh có thật ở ngoài đời thì họ sẽ sử dụng trang nước hoa nào? Đầu tiên chúng ta cùng nói về Daniel Zakarian, nhân vật chính trong phim Trò Chơi Vương Quyền. Đây là một cô gái rất là gợi cảm, rất là xinh đẹp nhưng cũng không kém phần là hung bạo. Ở cô ta, mình cảm thấy rằng đó là một sự dung hòa giữa bóng tối và thiên thần. Đôi khi cô ta rất là gần gũi và đôi khi cũng đừng đùa với cô ta. Thì trang nước hoa nào mình cảm nhận rằng nếu như Zakarian có thật nên sử dụng? Cartier Le Baiser du Dragon, nụ hôn của rồng. Mùi hương đến từ nhà Cartier. Đây là một cái mùi hương kết hợp giữa rượu, hạnh nhân và hoắc hương. Ngay lần đầu tiên mình xịt chai hoa nào này, mình đã cảm thấy nó là có một cái gì đấy, nó rất là bí ẩn, nó rất là quyến rũ nhưng nó rất là bí ẩn. Nó không hề có một cái sự mời chào, nó không hề có một cái sự bốc lửa giống như những cái sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, Scandal chẳng hạn. Những cái chai hoa nữ của nhà Jean Paul Gaultier thì nó luôn luôn ngọt ngào, nó luôn rất giống như kiểu là hãy đến đây với em, kiểu như thế. Nhưng ở Le Baiser du Dragon thì nó một cái gì đấy nó rất là bí ẩn, nó thu hút nhưng nó bí ẩn, nó lạnh lùng. Nó làm cho mình liên tưởng đến nhân vật Zakarian trong phim Trò Chơi Vương Quyền. Do vậy, nếu như cô gái ấy là có thật, mình sẽ tặng cho bạn ấy một chai full 100ml Le Baiser du Dragon để vừa cưỡi rồng vừa xịt cho nó style. Ok. Tiếp theo, đó là James Bond. Nếu như James Bond có thật ở ngoài đời thì chai nước hoa nào anh ấy nên dùng trong mỗi một phi vụ? Đầu tiên là súng, ống đầy đủ thì cũng phải xịt một tí nước hoa, chắc chắn rồi. Bentley Intense của hãng Bentley. Một mùi rượu gia thuộc kết hợp cùng với nhau tạo nên một cái phẩm chất cực kỳ là quý ông. Nếu như các bạn hay xem phim James Bond, các bạn sẽ thấy anh ấy luôn, mỗi khi chúng ta bước, anh ấy bước vào một dịp hoặc party, một event, một cái câu nói gọi là kinh điển khi mà giới thiệu anh ta, bất kỳ ai khi hỏi anh ta là ai, tên là gì, anh ta luôn lạnh lùng trả lời Bond, James Bond. Cực kỳ là cá tính, cực kỳ là đàn ông. Và mình nghĩ rằng không có một chai nước hoa nào có thể vượt qua Bentley Intense nếu như James Bond có thật ở ngoài đời. Một tay súng, một tay chai này thì không còn gì để nói. Ok. Nếu như các bạn hay xem phim và hay chơi game thì chúng ta không lạ gì nhân vật Dastan trong bộ phim Hoàng tử Ba Tư Dòng Cát Thời Gian. Đấy là một chàng trai có một cái kỹ năng gọi là bay nhảy rất là bá đạo. Nếu như các anh em đã từng xem phim Hoàng tử Ba Tư Dòng Cát Thời Gian thì sẽ biết đấy, anh ta có một kỹ năng level rất là cao trong cái bộ môn vượt trèo leo tường. Và chai nước hoa nào nếu như Dastan có thật ở ngoài đời, mình nghĩ rằng sẽ rất khó một chai nào phù hợp hơn. Amorge Interlude, một mùi hương mang đậm chất Trung Đông với mùi nhang và mùi trầm rất rất là vương quyền. Một cái gì đấy nó mang âm hưởng của Trung Đông rất là rõ ràng khi mà xịt. Nếu như Dastan có thật, mình nghĩ rằng Amorge Interlude nên có trong cái bộ sưu tập của anh ta trước mỗi phi vụ trèo tường vượt suối. Ok. Amorge Interlude. Jack Sparrow. Nếu như Jack Sparrow có thật, anh ta sẽ xịt mùi hương nào? Chắc chắn rồi. Nếu như các anh em đã từng vào xem bài video của mình thì mình luôn nói rằng John Valvatos Dark Rebel là một chai nước hoa dành cho Jack Sparrow, với cái sự kết hợp giữa thuốc lá của gia thuộc và rượu tạo nên một cái mùi hương rất là bụi bặm. Nó mang một cái người đàn ông rất là từng trải, không có một cái vẻ gì đó là trau chuốt, không có vẻ gì đấy nó gọi là sơ mi bóng lộn, mà ở đây nó mang một cái vẻ rất là phong trần. Nó giống như việc Jack Sparrow, anh ta có thể đứng trên buồm nhìn ra biển khơi, những hình ảnh rất là gọi là chúng ta hay được nhìn thấy trong bộ phim Cướp Biển Caribe. Và mình nghĩ rằng bên cạnh quả kiếm của anh ta hay để bên hông thì bên này cũng nên có một chai Dark Rebel trước khi đi cướp tàu, thì sẽ nói chung là nó sẽ may mắn hơn cho anh ta. Mình nghĩ là như thế. Đó, Jack Sparrow và Dark Rebel. Công chúa Lọ Lem. Đây là một nhân vật có thể gọi mỗi khi chúng ta nghe tên hoặc là chúng ta nhìn đọc poster phim thì các anh em có thể thấy rằng cô ấy là một người rất là dễ thương. Nói chung là đúng như kiểu con gái nhà lành. Thì chai nước hoa nào mình thấy nó hợp? Lanvin Oxygen. Rất là thích hợp với phong cách của
cô công chúa Lọ Lem. Với cái mùi hương của sữa kết hợp cùng một chút tiêu và một chút hương hoa tạo nên cái mùi hương rất rất là ngây thơ. Mỗi khi ngửi cái mùi hương này, nói chung là chúng ta sẽ bản thân mình không cảm thấy một cái gì đấy nó giả chân đó, mà nó rất là dễ thương, con nhà gia giáo hiền lành. Thì nếu như công chúa Lọ Lem mà có thật thì mình khuyên bạn nên có một sở hữu một chai hoa này trước khi đi gặp hoàng tử hay là đi dự tiệc nào đấy. Nó sẽ giúp cho bạn đỡ tốn thời gian hơn khi mà đến dự tiệc gặp gỡ mọi người, bởi vì mọi người sẽ yêu ngay khi mà ngửi thấy mùi hương này. Ok, nó rất rất thích hợp với các bạn gái nào hiền lành, nhẹ nhàng, con nhà gia giáo. Ok. Tiếp theo đó, nhân vật Michael Corleone trong bộ phim Bố Già, ông trùm của những ông trùm, có thể nói rằng ở nhân vật này hội tụ mọi những yếu tố mà một người đàn ông muốn hướng đến: thông minh, sắc sảo, lạnh lùng và luôn xử lý mọi vấn đề bằng một cái đầu lạnh. Nếu mà các anh em hay xem phim Bố Già thì mình nghĩ rằng sẽ học hỏi được rất là nhiều ở nhân vật này. Và nếu như anh ta có thật ở ngoài đời thì chắc chắn rồi, anh ta sẽ phải sử dụng Tom Ford Tobacco Vani, một mùi hương đậm đặc mùi thuốc lá, một chút vani thôi nhưng mà chủ yếu là cái tông thuốc lá. Khi mà chúng ta ngửi mùi hương này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là rõ một cái gì đấy nó rất là power, một cái gì đấy nó rất là vương quyền. Khi mà cái nhân vật chính nó sẽ xịt một tay một điếu xì gà La Habana trong bộ vest đen và một mùi của Tobacco Vani, mình nghĩ rằng sẽ rất rất ít ai dám cà chớn nếu mà nhìn thấy những hình ảnh đó. Nói chung là đừng đùa với nhà chùa kiểu như thế. Và Tobacco Vani là chai nước hoa tiếp theo. Và cuối cùng, đó là nhân vật Jason trong bộ phim Thứ Sáu Ngày 13. Nếu như mà tên sát nhân này có thật thì chắc chắn hắn sẽ phải nên ngửi mùi của Osan Mandito Rosa, bởi vì đấy là một cái mùi hương dựa trên chính cái cảm hứng của nhân vật Jackson. Đó, từ cái nắp chai nó đã thể hiện cái mặt nạ mà hắn ta hay dùng. Và cái mùi hương của chai đó thì thật sự là cũng hơi ám ảnh. Mình không dám mô tả quá nhiều bởi vì rất có thể là thuật toán của YouTube nó sẽ tàn mình ngay. Nhưng các anh em, nói chung là nếu mà có điều kiện thì cũng nên thẩm qua mùi của chai nước hoa đó. Một cái mùi mà nó mô tả và nó đặc tả dành riêng cho Jackson, tên bum 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 hàng loạt trên phim đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em nếu như các nhân vật điện ảnh có thật, họ sử dụng chai nước hoa nào. Rất hy vọng, nói thế nào nhỉ, thật ra đây cũng chỉ là một cái cảm nhận mùi hương của mình. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.